hải ủn hôi ủn thương nga thương nga nhật lệ nhớ đôi phải lại ở bọn đồ thôi ôm lên đó nên nhà hơi ngày năm khay rào chữ ình bên thường ình ủn lại chiều lì kia là cho ình cô ngày nọ anh dọn ở lê đô mà có em có ngày nhà hơi nếu mà chớ anh khi tình lời ủ nà khê dạy bao chó đời anh thường cũng hãy ủn bữa nay nhà rồi thì nhà là cỡ là bằng cả cho đời ôn họ có ngày nhà hơn thì ôn tên nhà má lăng sang ở tình lời tình đôi xuôi mạch chó đời anh bơi ra hải ủn ơi luồng e nhá chúa giữa lệ nhá đời cho ủn ăn ở tựa bao người hơi anh nhơi lại nhà hơi ủn răng cam đồn cô nôn ớt lời ên măng nhớ an chung đời là hằng ra giữa ủn ơi cuộc đời đã khó nhọc lắm bề bờ này đã có nhà về cô ngày em rồi này nhà bữa nay đứng người chỉ nó hay cả anh bên cái ngày ngày đông biển rồi hay ủn có ngày lúc bụi rễ nhà hèn có anh lễ ở thuộc cho người ơi anh rồi này nhà hơn bữa nay khi anh quỳ chờ anh chiều đưa anh đi khơm về chiều mà em ra hải thuận được nghĩa một nhà lúa một nhà đã có cái người ở bên bàn rồi này nhà hơi cả ni thì em ủn mình y đều khá ủn ơi cố gắng đỡ mà thương nhau ra hãy ủn ơi ủn họ anh nhớ phục cửa bao nhiêu khó nhọc ăn người đông viện rồi hãy nhớ ơi lời thương má thiêng nhớ đà nó hơi nhường mà hành nhà đô mà ủn thôi nghĩ sao đi giờ ủn bởi vì mình đã quyết chỉ cho liều hà rằng anh nghĩ khá
mặc những điều mà chỉ ni giờ hình có ngay mà nói ngà chớ nói nghiêng đùi mình y vững mai nhũ kiêng ba chân cô ngày ủng nhật na rồi bờ này ủn có cây kiếm ba chân rồi ấy chiều mà nay ta về an chờ ní lời ủn ơi em còn gặp bạn đời là hàng rồi nè anh rằng anh nhớ nghĩ chị anh nhớ ơi anh đã về lo đùn về là nhà cô ngày em rồi này anh nhớ hơn anh nhớ hôm bữa hào nói lại hào cười hôm nay chính thức an người yêu ra nên ủn bữa ngày đã gặp được rồi anh toàn tự trôi cái lời ủn họ ro trời nhà hơi ủn răng con cài đi nó hay bữa nay em mẫn ủn ngày ngày thương nhau đi hay ủn hơi anh ơi con cài nó ý thương nó thầy ủn ở một mình nhớ nói thương đôi này nhẹ nhàng nếu hòa mà chớ con cài mà ý thương bờ này chắc an trùng mương mân em đã rửa thuộc hơi anh hỡi mình nhớ đã nói dù sao chẳng ngờ nữa rồi chia thương rồi mày nhà hơn ê nhà mơ chi tên cho chữ cả khay đưa quay càng ngỡ cổ là chín nỡ rùa nắn em mà khỏi đại nọ nếu mà cho cá khay đỡ ủn ruồi lê ngày ngày ủn chăm rơ này nhà bữa nay thì em biển chờ tình chim xa em một nhớ bước em đi chỉ mà người yêu ra hãy ủn mơ chi con chim rì một nhớ mình nhớ đỡ ủn là chim ở khác đỡ mình nhớ thím mà nhau ra nhà hơi ủn mang chim mà lung ở chợt lèo lấy hụt đêm thì em nhớ như hụt ngày em thường đã hay ủn hơi nếu em mang chim lung ở lèo lấy cây thiềng nó hụt chi nhà lá thiêng em rơ nình nhớ hơi ôn mang chim mà nó hụt chờ bé quẹo chiềng hào
nó hụt vắng về là lời anh đại ủn ơi. Con chim ớt lung ớt léo ớt lây nó bà là bơ bơ ca ngày ca đêm đó nình ơi. Bơ đi ăn đơ anh biển chờ chim mơ và ngày nào mang nhớ đến khẩu nhà đứa anh tôm mà đại ủn nhiều mà ủn thấy chim mà hoa ủn xin ủn đòn bao nhà ủn ruồi này nhà ơi. Nếu ủn thiêng chờ chim mơ và ủn măng anh hộ ca khẩu ở nhà đứng quả là cô ngài ủn chim mơ ơi chim mơ hoa có phải chim mơ đi là người yêu em chẳng giờ chim mơ ơi. Chính em họ đã biết tình chim mơ và ngày ngày em bảo đến khẩu nhà đứa ngắm mà em ra nền ủn ơi. Sực ngỡ lê chim hoa ún chăm rồi này nhìn nhau ơi. Hôm nay về lan đỡ tư già chứ xàm mơ lăng đời em chim mơ đêm ún nỡ nàng đứa con chung đài nọ ơi. Anh hâu về quý ở thuồng ún rồi xin anh đại nhà ơi. Chờ mà răng đeo rì chờ mà thương đời em họ ngất khóa đường vì già cũng là ún ơi. Ún măng thiêng rì lời chia mặn hở nhớ lúc ní hơi anh ra rời nhà hơi lối ăn má thiêng hạt thôi nó hay nhường mà tình hơ cam ngày hơ ngày ế ngò quên ra ủn ơi. Lời ăn má thiêng hạt thì bờ đầy lòng nó rằng hết như lòng hơi anh như lại nhà hơi. Ủa em anh ngây ngất chờ con tim nhiều mà xa cách ở mặt nơ chim mơ ngày ra giữa thuồng ơi. Bữa nay má lại má lên ơi nhớ anh ở nơi nó nó theo có ngày nhớ ơi. Ngày nó cho khấm mà đông lối mưa hà đời mận ún đều cả là bữa bên nhau đi giữa thường ơi. Chỉ còn nó nữa nhớ ơi cợt lối mưa
khẩm mơ đồn có khá hơi in ra rành in nhà hơi mê ngà mơ tì mê ngà biển nà hết nà rồi hề cả ni mãi mãi tiếng bàn đôi qua nhau rải thuồng hơi thì nó nhún đã liêu có chia há quyết cho liêu hơi anh ơi lại nhà hơi khi đi tí mê đã dặn anh rồi khi đi đi một chợ khí về là có đôi đại ổn ơi thường anh mà cố gắng đã nó hơi đưa mình mãi mãi tên đôi mình mày chủ lia chỉ phải có gắng anh nhớ hơi chỉ lo anh đôi già thay lòng hơi anh đỡ về nhà hơi nếu theo anh em đã đặt chớ đã mương đã con đã chậu lá nó thân em mà đi giữa ủn ơi ủn tin ơi nhớ nói à. Bớ đâu anh nhà quê để nhớ đun để nhà nhà của em rơi này nhà nhà ơi chính thương rằng cho ôn về là thì có ngày đi dời nhà hơi em chẳng mà về là nửa ra thoáng hơi đưa em ở lại mãi rồi ở xa em mà nửa hay ôn ơi anh đã rằng rỉ ở lần đâu un cho là un đời muốn mối anh ơi là anh ơi bữa nay mình chung một chờ nhịp mơ câu un ơi mình mai mai mình lạ dâu thiên anh đại ủn ơi ủn mơ rê nhá rì à em nhớ bơ này em nhớ chốt lỗ lại quỷ là mừng chi em nhớ hơi em nhớ chăng mà về là nửa ra nó hay đưa em họ ở lại ngày ngày bên em ra hay thuận anh quên nó chẳng cho về lời nhà đã nói những lời ôn mong rồi nhà ơi em chẳng có đùn ở có nhà quyết tâm em ở lại chung nhà mình em rải thuồng cho dù anh có đùn có nhà nhưng mà đã gặp vậy thì anh chẳng đi rồi nhà hơi ngày năm mát lơ đất chờ lộn lơi ên luận
cả una là bạn đời bên bàn rải thuộc người chỉ mong cùng việc chung có nhau mi rời nhà hơi yêu em tí yêu mày cho đình khá rằng lòng tập bác mình mãi mà yêu nhau đại ủn đã yêu nhật na long ơi nhời chớ phụ tâm lòng của em có ngày nhớ hơi hôm nay em nhớ đoàn chữ ăn vàng bởi vì em có ủn nơ nàng tên đôi ra nên ủn nơ ơi chữa răng thiêng mà thương ủn họ chỉ là mò bí nhớ thương ơi em nhớ là em nhớ ơi thương ủn em nhớ chết nửa chữ bảo lòng chẳng phai chết nơ đoạn quản nơ phòng anh cơm mà đa nền ủn nơ chẳng mặt có phải thật lòng chẳng phải chết nửa người là chỉ đi rời nhớ bữa nay mình chung cửa chờ chung nhà cơm ăn chung bát đều và chung đùa ra giờ ủn nếu mà có nói thật lòng thì cho ủn ăn cây vong mọc thầy có ngày nhớ hơi thì mình mà giữ lệ chờ tròn lời ủn ơi mai mai tình bạn đời của nhau ra hay ủn ủn họ nhất nó chỉ ấy nhớ thôi bởi vì ủn đã nói những lời cho em rồi nhớ hơi chờ đưa em họ nhớ ủn mãi mà rô thương em ủn nhặt đến đủ mà anh thường cô ngày ủn đâu chỉ lo ăn hạt ăn môi ít nữa cập mơ rồi ủn nhớ người đó là sao nhớ rõ anh thôi bảo chết nam mà về bình chữ ôm mơ đâu chả cả em họ chết vì sâu xa em đại nào chẳng cho chết em nhớ ơi bởi vì hạn chung đời có nhau rồi nề nề nhau bầu chết mà vì bên chờ hạt lan cả em họ phải chết vì ủn tan xa em này đôi
được ăn ở chung cuộc đời có nhau chờ đợi đã chục ngã trao được dừng ở lại hai hẹn ở ngày ở khâu rời nhà chờ đợi nga chết mệt chờ ăn đang kịp ngang đang khá làng du diễn cô ngày nào mà chết đang thì un chờ lại un anh nhà trang của em rồi ngày nào anh nhớ đình chờ ùn nơ nàng nghẹn cơm hạt ngơ ta ca nhũ nàng là hằng nhớ nhớ để nhớ nàng thì cho ùn nơ đình bên trang ơi anh nhớ lại u không để cái làm u không để cái làm u làm đó thắt lại nha, một điều nha. Chính hạt xong rồi thì mà chỉ khi mà nghỉ lại thì mà ưa thó thẳng.